Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, thăm chính thức Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 9. Đây là nội dung được thông báo tại buổi họp báo chiều nay của Bộ Ngoại giao. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, thời gian qua Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hiệu quả, thực chất vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Phiên thảo luận chung cấp cao lần thứ 78 lần này có tên gọi xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu, tăng cường hành động vì chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu thúc đẩy bền vững, hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người. Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao, hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu, hội nghị cấp cao về sẵn sàng ứng phó và phòng chống đại dịch, hội kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế. Tại Mỹ, Thủ tướng dự kiến có các cuộc gặp gỡ, hội kiến lãnh đạo chính quyền Quốc hội Mỹ và có một số hoạt động liên quan đến kinh tế thương mại giữa hai nước và dự một số hoạt động đối ngoại khác. Sau khi hoàn thành các hoạt động tại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Brazil. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trước đó từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, CA Expo và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN CAPIS lần thứ 20. Thưa quý vị, các doanh nghiệp nhà nước phải tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa vào các chương trình, dự án lớn của nhà nước, đặc biệt là ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Các chương trình, dự án lớn đang triển khai như hệ thống cao tốc, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước diễn ra hôm nay. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai đêm 12 tháng 9, rạng sáng 13 tháng 9. Báo cáo tại hội nghị cho biết, cả nước hiện có gần 680 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 478 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chiếm gần 6% số doanh nghiệp cả nước, và 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, chiếm gần 2,4%. Nhưng nắm một lượng tài sản rất lớn, hơn 3,8 triệu tỷ đồng. Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả của doanh nghiệp nhà nước, đóng góp vào kết quả chung của cả nước, và cho biết doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong dẫn dắt, tiên phong, mở đường, cần phải phát huy tối đa nguồn lực nắm giữ để tập trung cho đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng cho rằng, doanh nghiệp nhà nước cần đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, những ngành mới nổi. Tái cơ cấu doanh nghiệp sát với cái tình hình thực tế. Mà như các ông chí đã nói, đấy, không phải chỉ tập trung vào tái cơ cấu vốn, mà phải tái cơ cấu về tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần công nhân của doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp nhà nước phải tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa vào các chương trình, dự án lớn của nhà nước như hệ thống cao tốc, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì tôi đề nghị là các doanh nghiệp, các ông chí phải chủ động tích cực tham gia vào các ba đột phá chiến lược, vào các chương trình dự án lớn của đất nước. Và các ông chí phải có các cái dự án mang tính đột phá, chứ không bình bình như trước đây nữa. Tôi tin chắc là các ông chí làm được. Đối với các cấp chính quyền, Thủ tướng đề nghị thực hiện cơ chế định kỳ 3 tháng sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại để các doanh nghiệp nhà nước kịp thời chia sẻ các khó khăn, vướng mắc, tâm tư với tinh thần hết sức cầu thị, lắng nghe, trách nhiệm, dân chủ. Ấn Độ sẽ xây dựng các video clip quảng bá du lịch nước này và hợp tác phát sóng trên các kênh truyền hình thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là đề xuất của ông Sandeep Arya, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, trong buổi làm việc với Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ diễn ra vào sáng nay tại thủ đô Hà Nội.
Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ chúc mừng Ấn Độ khi phóng thành công tàu thám hiểm vũ trụ lên mặt trăng, cũng như tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua, và tin tưởng rằng với sự tiến bộ về khoa học và công nghệ, cũng như tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên quốc tế, Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn Đại sứ quán Ấn Độ đã là cầu nối hiệu quả để VOV có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với hai hãng tin tức lớn của Ấn Độ là Đài Phát thanh và Truyền hình Prasa Bharati và hãng thông tấn ANI. Nhờ đó, VOV có được nhiều tin bài chất lượng, nhanh chóng về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của Ấn Độ. Ông Đỗ Tiến Sĩ cũng đề nghị Đại sứ quán sẽ tiếp tục tạo điều kiện để phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam có cơ hội được tác nghiệp, học tập và nghiên cứu thực tế ở Ấn Độ. Ông Sandeep Arya cho biết, về phía Đại sứ quán Ấn Độ, sẽ nỗ lực hơn nữa để cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng tải phát sóng trên các phương tiện truyền thông của Đài. Đồng thời, phía Ấn Độ sẽ hỗ trợ kết nối phát sóng bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Ấn Độ và sẵn sàng tạo điều kiện để phóng viên của Đài thông tin về các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, cũng như hoạt động trao đổi phóng viên, chương trình phát thanh truyền hình giữa hai nước. Thưa quý vị, mặc dù công tác phòng chống khai thác IUU đang được các địa phương thực hiện một cách nghiêm túc nhằm sớm để chúng ta gỡ thẻ vàng EC, thế nhưng trên thực tế ở nhiều nơi, tình trạng tàu cá vi phạm quy định vẫn còn diễn ra một cách thường xuyên. Ngoài việc cố tình không chấp hành của ngư dân, thì nguyên nhân diễn ra các vi phạm các quy định phòng chống khai thác IUU là do sự buông lỏng trong công tác quản lý, dung túng, thậm chí là có sự tiếp tay cho sai phạm từ các cơ quan thực thi pháp luật. Ghi nhận của chúng tôi tại địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 2018 đến nay, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh có 56 chiếc thuyền dài trên 6 mét được đóng mới. Thế nhưng, chưa có bất kỳ chiếc nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Cho dù ngày nào, những chiếc thuyền này cũng ra khơi đánh bắt. Rồi nó đăng ký để cấp phù, cho nên lấy đăng ký tên danh sách để rồi cấp phù, tính chủ cấp phù nữa. Còn rồi về chủ trương là về phản động cấp biển số thì cũng chô đi. Có mặt tại trạm kiểm soát biên phòng Cửa Nhựa, huyện Cẩm Xuyên, lúc các tàu cá có chiều dài trên 12 mét đang làm thủ tục xuất bến. Không giấy đăng ký, không đăng kiểm, ngay cả giấy phép khai thác thủy sản cũng không. Nhưng các con tàu này đều được cán bộ biên phòng cấp phép xuất nhập bến. Đăng ký, đăng kiểm thì hiện tại có đầy đủ, nhưng mà hiện tại bây giờ hết hạn mình đang gửi đi làm. Dẫn đến đòi khổ thì phải... Nhưng thế thì mình phải chịu khổ đi anh em biên phòng đây hồng tạo điều kiện giúp đời cho mình để mình đi. Cùng để tạo điều kiện cho bà con làm ăn thì đơn vị cùng làm thủ tục cho một số phương tiện là người ta ra tới hoạt động. Nhưng theo quy định thì cũng được không? Theo quy định thì nói về quy định thì không được. Thống kê từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 532 tàu cá, có chiếc dài trên 12 mét, nhưng chỉ có 170 tàu đang có đăng kiểm đạt 32%, hơn 500 tàu cá dài trên 6 mét không có giấy chứng nhận đăng ký. Tình trạng tàu cá không đủ điều kiện vẫn hoạt động đánh bắt trên biển diễn ra từ ngày này qua ngày khác. Thế nhưng, cơ quan quản lý khai thác thủy sản của Hà Tĩnh lại không nắm rõ. Không cũng chưa biết được nên cũng theo ghi nhận của anh thì bọn em sẽ có cái văn bản gửi cho các cái đơn vị liên quan để làm rõ việc này và xử lý trong thời gian tới. Nỗ lực gỡ thẻ vàng EC là quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Thế nhưng, khi chính những cơ quan đóng vai trò chủ chốt, thực thi pháp luật phòng chống khai thác thủy sản trái phép lại có thái độ dung túng, thậm chí tiếp tay cho sai phạm như thế này, thì mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.